đó tóc nhớ tay ai từng vuốt mẹ, nhắm mắt nhớ trăng xưa từng ghé đây, đừng rời xa em sương đã thấm trên tường reo, biết không nuôi tóc xưa xanh vì ai. Chi tân hôn mùi tấm lòng, áo mới đã in phai tình tắt hương, giọt này thiên thu khi đã không ai cùng say, vẫn son môi đó non vì ai. Từng mơ mình khóc trắng tinh khôi vì riêng Hiệu Nguyệt, ta có chuyện muốn nói với cô. Ta muốn ngồi với cô nhắc lại chuyện xưa. Đây là hai chiếc kim khấu ta đặc biệt cho thợ giỏi chế tác, lại cho sư thầy niệm kinh cầu phúc. Một chiếc là chạm hình hoa, một chiếc là chạm hình phượng. Xem ai chọn trúng khấu phượng thì người ấy ắt sẽ sinh con trước cho ông hoàng cả. Già này sẽ tâu với hoàng đế, phong người đó làm nguyên cơ. Việc này nên để cho ông hoàng cả tự chọn thì hay hơn. Dạ, thưa vâng ạ. Đây là của nàng. Còn đây là của nàng. Và nhớ hãy sớm sinh con cho ông hoàng cả, để nối nghiệp tông đường, nghe chưa? Thank you.
Bẩm cung tần, tuy năm nay mới vào cuối đông, nhưng ngài ngự sự hoa mai không kịp nở rộ, để lệnh bà thượng lão. Tuân lệnh ngài ngự, tôi đã đi chọn loại bạch ngọc sắc trong tinh khiết này để chạm nên chiếc trâm xinh đẹp, kính dâng lên lệnh bà. Trâm đẹp quá. Ngài ngự trâm không ngàn việc mà vẫn nhớ đến ta. Có lẽ việc ở đây đã hết, cho ngươi lui. Dù cho trong cung có muôn hồng ngàn tía, duy chỉ có bạch mai mới hợp với khí chất của nàng. Khu lục viện của các nàng trọng sẽ cho sửa sang lại. Rồi các phi tần của thiên triều cần được ban phong vị và thu xếp việc dời chỗ cho các bà. Xong, có một việc khó xử, trẫm vẫn chưa biết phải giải quyết như thế nào cho toàn vẹn. Chuyện gì làm cho ngài ngự khó xử? Xin vâng đức bà. Vừa rồi ta đã nghe hoàng đế đang có điều khó xử. Dạ, bẩm đức bà, quả là trong triều thần có người yêu cầu nên xét phong vị cho bà Phi Hiền. Chiếu trên quy chế cũng không phải là hoàng hậu của đức tiên đế, cho nên đúng ra là phải ở trong phủ của người con trai lớn là Phú Bình quận công. Thế nhưng bà Phi Hiền lại là người đứng đầu của hậu cung trong nhiều năm qua, một tay cai quản hết tất cả lục thượng. Có nên chăng chúng ta để cho bà Phi Hiền ở trong dinh Từ Nghi? Như vậy là hợp lẽ. Lẽ gì? Cung Từ Nghi trước đây là nơi ở của Hoàng Thái Phi. Làm vậy khác nào để cho bà ấy dành lấy cái công nuôi dưỡng hoàng đế của già này. Dạ không, không phải đâu. Triều thần mở miệng yêu cầu việc này là ông Hoàng Phú Bình và ông Thượng Thư Phan Huy Vịnh, phải không? Cái chuyện nhỏ nhặt này xem ra cũng bận lòng hoàng đế quá ha. Hãy để già này sắp xếp cho, đưa ả đến hoàng lăng để hầu hạ nhang khói. Xin đức bà bớt giận. Làm sao ngài ngự có thể làm như vậy với bà Phi Hiền? Ngài sẽ mang tội bất kính suốt đời. Nếu vậy thì hành xử theo quy chế có sẵn chẳng phải là tốt hơn rồi sao? Có đúng không hoàng đế? Dạ, đức bà nói phải. Đây tuy là việc quốc sự nhưng vẫn chưa phải là việc gấp. Trẫm sẽ bàn bạc lại với các quan phủ chính.
Thưa mẹ, mẹ ơi, con nghe được một tin là Thái Hoàng Thái Hậu muốn đuổi mẹ ra khỏi cung. Bà ta muốn đuổi ta ra khỏi hoàng cung này ư? Cút hết đi! Mẹ, vừa nhận được tin tức từ trong cung Càn Thành, con vội chạy đến báo cho mẹ biết ngay. Quả nhiên Thái Hoàng Thái Hậu đã giở trò với di chiếu của cha con rồi. Ta đã thật hiểu lầm cha con rồi. Ngôi vị này phải là của con. Của con đấy Miên nào. Cha con đã hứa với chúng ta thì người sẽ không bao giờ rút lời hứa đâu. Nhưng mà mẹ ơi, điều đáng sợ nhất là thế lực của Thái Hoàng Thái Hậu trong triều đình này rất là lớn. Mẹ con ta làm sao có thể chống đối lại? Mẹ ơi, hay là bây giờ á, con đưa mẹ về phủ Phú Bình. Con trai hứa sẽ ngoan, sẽ nghe lời, sẽ phụng dưỡng mẹ, hầu hạ cho mẹ suốt đời. Con trai hứa sẽ không làm cho mẹ buồn lòng đâu. Hèn nhát! Ta sẽ không đi đâu cả. Tuy tiên đế chưa cho ta danh phận chính thất, nhưng ta chính là người vợ đúng nghĩa duy nhất của người. Người có thể không mang ngai vàng, còn ta, ta sẽ không từ bỏ ngôi nhà của ta. Mẹ ơi, ta sống làm vợ người, chết cũng làm ma của người. Ta nhất định phải trở thành Hoàng Thái Phi. Mẹ ơi, con sai rồi mẹ ơi. Con xin lỗi mẹ, con xin lỗi mẹ, con xin lỗi mẹ. Mình không? Con xin lỗi mẹ. Miên Áo, trong phủ này không phải chỉ có thần Phan Huy Vịnh biết ăn nói. Con hãy đến phủ Vũ Văn, phủ Phan Bình một chuyến, các ông ấy sẽ biết phải làm gì. Nhớ kín đáo, đừng để cho ai biết. Dạ, con biết rồi mẹ. Bẩm Linh Ba,
Tôi, Chu Phúc Năng, xin vận an Hiền Phi. Đức Kim Thượng đối với ông có tốt không? Tôi nghe nói ngài ấy khá thờ ơ với đám hoạn quan các ông. Ông đến để giúp gì cho tôi? Bẩm Linh Ba, tôi đến thảo gỡ cái nỗi ưu phiền trong lòng Linh Ba với ông Hoàng á. Ngày 11 tháng 2 năm 1841 tại Điện Thái Hòa, tức ngày 20 tháng Giêng năm Tân Sửu, Hoàng trưởng tử Trường Khánh Công Nguyễn Thúc Miên Tông làm lễ đăng cơ kế vị ngôi báu, lấy niên hiệu là Thiệu Trị. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Thank you.
Thưa bà có thực sự tin lời chú Phúc Năng? Chú Phúc Năng dĩ nhiên có thể tin, nhưng không thể cậy nhờ. Dạ. Chỉ cần người kia giúp sức, không có cớ gì ta lại không đạt được tâm nguyện cả. Diên Hy Đường 4 năm nay lạnh lẽo hoang phế. Sao hôm nay Phi Hiền lại hạ cố đến đây? Sao cô biết ta đến? Người nhớ đến kẻ từng là tứ giai thuộc tầng ta chỉ có Phi Hiền cô mà thôi. Nói đi, cô đến gặp ta có việc gì? Diệp Biểu vẫn sắc sảo như ngày xưa, nhưng nếu cứ mãi bị giam thân ở Diên Hy Đường này, chẳng phải là uổng phí lắm hay sao? Cô đã tốn bao nhiêu công sức để đẩy ta từ ngôi tần xuống hàng tiệp dư, khiến thân ta trong cảnh giam cầm. Việc cô bị giam cầm vốn không có liên quan gì đến ta, mà chính ta cũng bị ảnh hưởng. Đến tận giờ ta vẫn đang mãi ở hàng nhất giai. Cô thử nghĩ xem, trong chuyện này ai là kẻ có lợi nhất? Có phải là người trong cung Từ Thọ? Phi Hiền, nếu thật cô có thể đưa ta ra ngoài, Diệp Bửu sẽ nhất định vì cô mà ra sức. Được. À, nàng ngồi đi. Thưa ngài, trời nóng nực quá, em sợ ngài lo đọc tấu chương mà quên uống nước, cho nên em nấu chén chè sen cho ngài giải nhiệt. Thơm. Lại mát, ngon lắm. Trâm để nàng cai quản thượng viên, trâm sẽ không lo thiếu thức ăn ngon. Thưa ngài, cũng nhờ bà Phi Hiền đã cắt đặt cho em công việc này. Thưa, chuyện của bà Phi Hiền đã đi đến đâu rồi thưa ngài? Cũng đến lúc cần phải quyết định rồi. Chỉ có một điều hơi khó, trẫm chưa biết phải dùng biện pháp như thế nào cho nó vẹn cả tình và lý. Nàng thì cũng đã biết tánh yếu của Đức Thái Hoàng như thế nào. Còn riêng về phần bà Phi Hiền thì trẫm cũng muốn nhân dịp này phải bù đắp cho mẹ con của bà ấy. Dạ. Thưa bà Phi Hiền, ngày xưa như liễu huyền rủ bóng cây tùng, bây giờ mất đi nơi nương tựa, điện Trinh Minh sớm chiều ra vào lẻ bóng. Em thì em thấy thương. Ngặt một nỗi Đức Thái Hoàng lại không thích bà ấy, mà đã từ lâu rồi hai người đã ngấm ngầm tranh đấu với nhau. Chẳng qua là cả hai người đều nể tiên đế đó thôi. Em thì em chỉ sợ là bà Phi Hiền không thể nào chịu nổi chuyện dời đi. Đành là vậy, trẫm cũng cần phải lo ổn định lại hậu cung. Đức Thái Hoàng thì lại nắm giữ phượng ấn trong tay, tánh tình thì lại quả quyết, cho nên muốn thuyết phục được bà thì cần phải có thời gian.
Phải chi mà cả hai cùng hiểu tâm tư của ngài Ngự mà hòa thuận thì tốt biết mấy. Trước mắt chắc là vẫn phải để cho bà Phi Hiền chịu thiệt rồi. Thưa Phi Hiền, tuân lệnh thành thường, tôi đến bẩm với bà. Trời đất ơi, áo gấm của ta, áo gấm của ta, nhà ngươi làm cái gì vậy? Thì ra là ngài tổng vụ, xin thứ lỗi. Thải trời nóng quá nên chúng tôi qua cả mắt không trông thấy ngài. Ngài nhìn xem, chúng tôi phải hát nước quanh điện cho mát. Xin ngài mau rời gót để kẻo ướt áo gấm của ngài. Muốn mát à? Muốn mát thì ra ngoài phụ phụ bình mà ở, sẽ mát ngay thôi mà. Chúng ta đến đây để giúp Phi Hiền thu dọn tư trang. Các ngươi vào bẩm báo về bà ấy. Chủ tớ chúng tôi chỉ muốn ở đây thôi. Ngài mau rời gót. Cái gì? Nhà ngươi, nhà ngươi dám đuổi ta? Đừng làm bậy nha. Nhớ nghe, nhớ đó. Bẩm, chúng con đã làm y theo lời bà dặn. Người có chắc là chuyện này sẽ đến tận tay người ở cung Từ Thọ không? Dạ, chắc chắn sẽ đến thôi. Vì vừa rồi đã làm cho ầm ĩ huyên náo lên như vậy, Chu Phúc Năng hắn ta diễn cũng rất đạt. Thưa mẹ. Mọi việc bên ngoài con đã chuẩn bị xong rồi, ổn thỏa xong xuôi. Còn chuyện đó mời Tiệp Dư á, con cũng đã lo liệu chu toàn. Tốt lắm, chúng ta sẽ cùng dựng một đoạn tuồng thật hay để cho đức bà của con cùng thưởng thức. Dạ. Ngày hội ngộ đáng ra phải là ngày vui. Xin bà Tiệp Dư và ông Hoàng, bà chúa đây chớ có thương cảm quá. Đường Kim Thánh Thượng, ngài có nói đành rằng chuyện nhà của mẹ Tiệp Dư làm lỗi, thì Tiệp Dư tuy ở trong cung không liên quan nhưng vẫn phải chịu liên đới. Nhưng tiền đế trách thế cũng đủ. Tiệp Dư đây dù sao đi nữa cũng là bề trên, cứ xem như là một chút hiếu đạo của Thánh Thượng dành cho bà. Tiên đế quả nhiên là đức độ hơn người. Thánh Thượng cũng đã cho người tu sửa phủ Tùng Quốc Công. Kể từ bây giờ, hàng tháng thì phủ của Tùng Quốc Công vẫn sẽ nhận được bổng lộc như ngày xưa. Chẳng hay tôi có thể đến bái tạ Đức Kim Thượng được không? Thưa bà Tiệp Dư, Thánh Thượng có truyền chỉ miễn cho bà không phải đến tạ ơn. Chỉ là
bà Phi Hiền muốn mời bà đến điện Trinh Minh làm khách mời trước khi xuất cung. Việc thánh thượng ra chỉ gia ân lần này tốn không ít công sức của bà Phi Hiền, mong bà đừng quên. Dạ thưa đức bà, chính mắt con nhìn thấy bọn Chu Phúc Năng ước như chuột lột chạy ở hành cung. Rất nhiều người cũng đang bàn tán về chuyện này ạ. À, ta bị điên rồi sao? Muốn trở thành giai thoại để lưu truyền hậu thế à? Các con xem đấy, tiện phụ buông đời mãi là tiện phụ. Bà Phi Hiền dường như hoang mang quá độ, cho nên bị hồ đồ mà quên cả mặt mũi ạ. Đâu phải bây giờ bà ta mới hồ đồ, tham quyền cố vị là bản chất rồi. Trước đây y có tiên đế sủng hạnh, hễ thích là đòi hỏi vô lối. Đức bà có bao giờ nhìn sai người đâu à? À, ta kỳ thật thì cũng chẳng muốn làm khó chi ả, nhưng lễ pháp của tiên đế đặt ra nhất định phải giữ gìn cho tôn nghiêm. Ta chỉ sợ là tân đế mới đăng cơ, làm việc còn trả nể. Các con lại trẻ tuổi, dễ bị xao động. Đức bà sáng suốt như vầng thái dương, chúng con chỉ cầu được học hỏi đức bà thôi à. Hai đứa con á thì ta không nói gì, nhưng còn những người khác kìa. Hai chị em chúng con chỉ có quanh quẩn ở trong hoàng cung để hầu hạ đức bà và ngài ngự. Nếu có thì chỉ là bà Nguyên Cơ. Dường như bà Nguyên Cơ và bà Phi Hiền có một mối tâm tình chi giao từ trước rồi thì phải ạ? Phải rồi. Hôm nọ ở điện Trinh Minh, Phi Hiền cho giữ Nguyên Cơ lại để trò chuyện suốt buổi kia mà. Nhưng ta xem Nguyên Cơ tính tình đoan trang chừng mực, chắc nó cũng không đến nỗi là một người một dạ hai lòng. Dạ. Mà con nghe là đã sai người đến dọn dẹp phủ Phú Bình để đưa bà ấy về ở. Chuyện nghị sự sắp tới thì chỉ là công bố cho triều đình thôi ạ. Thưa đức bà, hôm ấy đức bà cũng buông rèm ngồi nghe nghị sự. Thôi, cứ để chờ xem. Dạ bẩm đức Thái Hoàng. Thôi quá trưa rồi, các con về nghỉ đi. Dạ bẩm đức Thái Hoàng, sáng nay thánh thượng đã cho thả bà Tiệp Dương Nguyễn Khắc Thị. Bà Phi Hiền nhân tiện đã mời bà ấy về điện Trinh Minh để mà dùng bữa trưa rồi ạ. Từ nay các cô cứ sống yên vui, không phải lo lắng gì hết. Dạ. Dạ. Nè, Diệp Bửu bây giờ được ra ngoài, nói không chừng là sắp tới sẽ được phục hồi tước vị đó nha. Đức Thái Hoàng biết hôm nay Tiệp Dương Nguyễn Khắc Thị được thánh thượng gia ân, nên đặc biệt sai tôi đến đây tặng chút lễ vật. Tôi xin gửi lời cảm tạ Đức Thái Hoàng. Đây là ân điển của Đức Thái Hoàng, mong Tiệp Dư hãy khắc ghi. Còn một việc nữa, Đức Thái Hoàng biết hôm nay nhân dịp các bà vui đoàn tụ, cũng xin nhắc nhở vài câu. Mong các bà
tránh quên đi lễ tiết trong cung. Lời của Đức Thái Hoàng nói, chúng tôi đã hiểu. Sau bữa trưa này, chúng tôi lập tức sẽ rời cung. Muôn tàu thánh thượng, Phi Hiền là phi tần có địa vị cao nhất trong hậu cung tiền đế, được đối đãi không khác gì trung cung. Vì vậy ta nên noi theo lệ khi xưa tôn làm hoàng thái phi, thần nghĩ như vậy sẽ đúng hơn à? Vớ vẩn, tước hoàng thái phi là đặc cách dành riêng cho bậc sanh mẫu của hoàng đế, và Phi Hiền nó phải là mẹ ruột của hoàng thượng thì làm sao trở thành hoàng thái phi? Dạ, tuy Phi Hiền đắc sủng nhưng tiên đế vẫn chưa có tấn phong bà ấy làm hậu, không thể xem bà ấy là trung cung được. Tâu thánh thượng, tuy lễ pháp là như vậy song về hiếu nghĩa, Phi Hiền không chỉ địa vị đứng đầu hậu cung, hơn thế nữa, vị phần tiên đế ban cho bà ấy luôn cách xa những người khác rất nhiều. Tàu thánh thượng, bà ấy nhận được nhiều ân sủng, song nên nhớ tiên đế chưa tấn phong chính cung, hẳn là có ý riêng của người. Nay tôn bà ấy lên làm hoàng thái phi, há chẳng phải là đi nghịch với ý người sao? Tâu thánh thượng, nếu như không thuận ý ngài thì việc cai quản hậu cung bấy lâu nay đã không thuộc về Phi Hiền. Xưa nay chưa từng thấy tiền lệ nào giống như là Phi Hiền. Muôn tâu thánh thượng, mong thánh thượng sáng suốt lựa chọn một giải pháp lưỡng toàn, lễ pháp và hiếu nghĩa. Quy chế của tổ tiên đặt ra cho hậu thế, tôn ti đích thứ đã rõ ràng, sao có thể chỉ vì một chuyện nhỏ mà làm đảo lộn cái lễ pháp? Nói hay á, chỉ một chuyện nhỏ thôi mà làm đảo lộn cả quy củ à? Ai nói đây là chuyện nhỏ? Bà Phi Hiền, như vậy là ý gì? Bộ phượng bào tôi đang mặc và phượng quan tôi đang đội là đích thân tiên đế đã thầm ra lệnh chế tác để chuẩn bị sắc phong cho tôi làm hoàng hậu. Muôn tâu hoàng thượng, đây đích thực là ý nguyện của tiên đế trước khi ngài qua đời, muốn phong hậu cho mẹ của thần. Cho nên đường đường chính chính Ngô thị tôi nghiễm nhiên nên được tôn phong làm hoàng thái hậu. Dám xông vào điện càng thành làm loạn rồi còn lớn tiếng để làm hoàng thái hậu à? Xin dám hỏi bà Phi Hiền, có thể cho chúng tôi xem di chiếu của tiên đế được không? Thưa ngài, cần chính điện đại học sĩ. Không may lúc đó di chiếu vẫn chưa kịp hoàn thành. Không có di chiếu à? Hay à, diễn hay á. Không có di chiếu, các ngươi còn ở đây làm gì? Thưa hoàng thái hậu,
Di chiếu tuy chưa kịp hoàn thành, nhưng bộ triều phục này đã được may theo ý chỉ của tiên đế. Cho dù người có phủ nhận ta như thế nào, thì ta vẫn là hoàng hậu của tiên đế. Lộng ngon! Các người, hãy đưa hai mẹ con nó ra ngoài! Ai dám? Khoan! Khoan đã! Khoan thế! Mọi sự Trâm đã rõ rồi. Dù sao thì việc tấn phong cũng là việc quốc sự, không thể vội vàng mà quyết đoán được. Tạm thời bà Phi Hiền cứ vào ở trong điện Trinh Minh, Trâm sẽ suy xét xong sẽ liệu. Thánh thượng vạn quý, vạn quý, vạn vạn quý. Sống gieo cùng một dòng tiếng lòng chẳng chẳng.